tôi được biết ở trên internet đó, thì phương pháp về chườm gan của thạc sĩ Liên Tâm đó, thì rất là tốt. Do đó tôi mới tìm đến cái khóa học căn bản của thạc sĩ Đạo. Sau khi mà tham gia, tôi có mua mấy cái viên đá rồi cái về chườm gan. Thì cái ngày đầu tiên chườm gan đó là chườm một hồi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là tự nhiên là nó ngủ mê, ngủ thiếp đi. Nó coi như là chườm gan rất là dễ ngủ. Rồi sáng dậy thì mình đi cầu á, cái bụng nó trơn ru à, không cần phải nặng nhiều như trước nữa. Cái phân nó ra nó trơn lắm, nó như là có bôi trơn, có chất gì bôi trơn á, đi rất là nhẹ nhàng. Rồi tối thì ngủ, mỗi lần chườm gan rồi xong là đi ngủ mà. Rồi sức khỏe thấy nó tăng lên. Mỗi lần đi cầu thang thì có hơi thở dốc á. Giờ đi cầu thang đi lên là leo đi nhanh lắm, mà không có tim, không có đập mạnh như trước nữa. Đó, rồi cũng về cũng tập, tại tôi cũng bị huyết áp nó hơi cao chút, khoảng 15/10 á. Thì bây giờ tập phương pháp dậm chân chườm gan thì thấy nó rất là khỏe rất nhiều. Cũng nói ngay là cũng cảm ơn thạc sĩ Liên Tâm đem cho tỉnh tôi cái sức khỏe nó ổn định và tốt hơn. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.